Vợ chồng Harry Won kiếm tiền tỷ ở biệt thự xa hoa, về Hàn Quốc thăm bà ngoại mà giật mình. Vợ chồng Harry Won giờ chạy show không kịp, kiếm tiền như nước, vì thế mà cuộc sống cũng rất sang chảnh. Tuy nhiên nhìn điều kiện mà bà ngoại ở Hàn Quốc mà giật mình. Từ sau khi tổ chức đám cưới, sự nghiệp của Harry Won và Trấn Thành lên như diều gặp gió, tới mức mà người ta cảm tưởng như bật kênh nào lên cũng thấy sự có mặt của đôi vợ chồng này. Ngoài dự sự kiện làm giám khảo, diễn hài làm MC, cả hai còn khá bận rộn khi chạy show ở nước ngoài. Cách xê kiếm được nhiều, cuộc sống của vợ chồng Harry Won cũng khá sang chảnh. Thỉnh thoảng lại đi du lịch hay ăn uống ở nhà hàng. Mẹ Harry Won cũng sống ở Việt Nam, trong một biệt thự rất đẹp và rộng rãi. Tuy nhiên cách đây không lâu, trong một bộ phim tài liệu mà Đài Hàn Quốc thực hiện, cuộc sống của bà ngoại Harry Won cũng lần đầu được cô tiết lộ. Khi đến thăm nhà bà ngoại, nhìn cuộc sống cũng giản dị và bình thường. Căn phòng diện tích vừa phải, đồ đạc đơn sơ, không tiện nghi hay sang chảnh như cuộc sống của cô ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!